Hội đồng Hương Nam Định tại Đài Loan Trung Quốc vừa tổ chức giải bóng đá cấp Hội đồng Hương Nam Định tại Đài Loan lần thứ hai. Giải đấu được tổ chức tại sân vận động Trung Lịch, thành phố Đào Viên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, tình đoàn kết và chào mừng Tết Nguyên đán 2021. Giải lần này có sự tham gia của các cầu thủ đến từ 7 huyện của tỉnh Nam Định. Chung kết của giải sẽ diễn ra vào 24 tháng 1 tới. Hội đồng Hương Nam Định tại Đài Loan được thành lập vào năm 2013, hiện nay có khoảng 3.000 thành viên. Trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc tổ chức giải bóng đá, hội còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, các hoạt động hướng về quê hương, giúp đỡ bà con miền Trung.